Chào anh em học viên của WC Barbershop khóa K22 đợt 2. Khóa K22 là tức là niên khóa năm 2022 á. Và cái đợt thứ hai, đợt đầu tiên thì mấy anh em về tiệm hết mẹ rồi không? Đây là những anh em lứa sau. Thì hôm nay á, Cần sẽ chỉ cho anh em một cái buổi gọi là bài này là gọi là bài cắt. Kiểu tóc này gọi là mô hắc. Anh em còn nhớ không? Mô hắc là kiểu tóc vuốt dựng mà đợt trước anh có cắt cho thằng Nam á. Là cái kiểu tóc vuốt dựng đó lên á. Và đợt này á thì nó khác với những lần trước một tí, nó khác hơi nhiều chứ không một tí. Là đợt trước thầy Cường sẽ đưa mẫu xuống đây ngồi và Cường sẽ cắt và hướng dẫn cho anh em. Và hôm nay thì ngược lại, Cường lại ngồi xuống, mình là với vai ngồi trò là người được cắt và quản lý duy nhất chính sẽ thực hiện cái mái tóc này và hướng dẫn cho anh em lại cắt mô hắc nha. Mô hắc có nghĩa là những kiểu tóc còn gọi là tóc la mã vuốt dựng á, vuốt dần dần lên á, chính giữa này nè. Tại vì đợt này thật sự á, đúng là gần cắt lâu rồi hoặc là cắt mấy ngày trước rồi, nhưng mà để đầu tóc để đi chụp ảnh cưới cho nó ra con người xíu, nên quyết định là sau khi chụp ảnh cưới rồi thì hy sinh làm tóc cho anh em. Thật sự khi mà làm học một nghề này á, cần muốn anh em á cũng phải xong pha, cũng phải thử hết, thử màu nhuộm, thử tẩy, thử cắt, thử tất cả mọi thứ để bản thân mình học và anh em cùng học luôn, chứ đừng có sợ hư tóc. Người ta gọi là xấu mặt là lâu chứ xấu đầu thì mấy hồi, đúng không? Thì tóc Cường cũng thế thôi, Cường sẽ cắt. Và hôm nay Cường sẽ nhuộm. Và sẽ không nhuộm màu tự nhiên, Cường sẽ nhuộm màu tẩy. Và sẽ hướng dẫn cho anh em nhuộm màu hồng silver. Hồng silver có nghĩa là màu hồng khói, đúng không? Hồng khói mà hơi bạc bạc á, cái hồng khói. Mà hồng silver hôm nay là một màu thời trang rất là sáng. Sáng có thể là ngang ngược cái màu bạn ấy đó, nhưng mà nó là có cái ánh silver lên nữa. Còn bạn ấy là một gọi là màu hồng phấn thôi, chứ không phải là màu hồng silver. Silver là tức là nó có ánh xám lên một tí. Và màu này tẩy hai lần. Và hôm nay Cường sẽ làm mẫu khác với mọi lần, đúng không? Cường sẽ làm mẫu và anh em xem thật chi tiết là các mô hắc nó sẽ như thế nào. Còn anh em nào chưa rõ các mô hắc thì có thể xem lại cái video của kênh YouTube của Cường TV. Ở trên đó Cường đã có làm một cái video chia sẻ về mô hắc rồi, chứ phải chưa làm đâu, đã có làm rồi. Những anh em này đã coi chưa? La mã rồi. À, tóc la mã đó. Thì hôm bữa Cường đã chia sẻ cho những anh em ở chi nhánh 5, đã hướng dẫn cho anh em các ở chi nhánh 5. Nhưng hôm bữa thì có bạn ở đây, có bạn không. Thì trong cái buổi học của WC thì luôn luôn nó sẽ có hai phần. Đầu tiên là phần cắt và phần hai phần hóa chất. Thì bắt đầu thì tuần sau thì những anh em học hóa chất đợt đầu rồi thì thôi. Còn những anh em mà học đợt sau thì sẽ bắt đầu vào học hóa chất lại. Học hóa chất lại bài đầu tiên nha. Và trong quá trình học anh em phải học hóa chất để biết cái nền tảng như thế nào, gọi là thông số học. Thông số học là tức là mình nhìn vào cái gì, cái tiếp thu mình biết đó là màu gì đó, rồi pha màu, phối màu như nào, màu tự nhiên nhuộm sau, màu thời trang nhuộm sau. Và sắp tới á, sắp tới đây thì WC Barbershop sẽ tổ chức một cái buổi gọi là, có thể gọi là talk show chia sẻ, do Cường sẽ mời một barber rất là nổi tiếng ở trong Sài Gòn mình, có thể là những cái người barber có thể là đi thuộc vào những người có tầm ảnh hưởng nhất trong khu vực phía Nam mình. Thuộc là những người có tầm ảnh hưởng, rất là ảnh hưởng, đó là anh Sơn Núi. Anh làm nghề cũng mấy chục năm rồi. Và anh Sơn Núi sẽ tới đây và sẽ chia sẻ cho anh em và truyền cảm hứng cho anh em về nghề barber. Và thời gian và lịch trình của anh Sơn Núi thì Cường sẽ báo lại với anh em nha. Nhưng mà sẽ có một buổi như thế và tất cả anh em học viên, có cả thợ nữa sẽ tới đây và để được anh Sơn Núi chia sẻ. Và ngày hôm đó những anh em nào có cái thắc mắc gì cần giải đáp trong cái lĩnh vực tóc và barber thì cứ mạnh dạn hỏi, thì anh ấy sẽ chia sẻ hết tất cả những thứ đó cho anh em ha nha. Thì cái buổi đó thì Cường sẽ sắp xếp và Cường báo lịch với anh em sau. Và hôm nay thì mình sẽ bắt đầu vào bài đầu tiên, có nghĩa là bài cắt mô hắc ha. Bắt đầu nhá. Xin chào các bạn, thì mình là Nguyễn Chí Công, quản lý của chi nhánh 9. Thì hôm nay mình sẽ cắt cho anh Cường quả đầu mô hắc, một quả đầu kiểu tóc vuốt nam mã ha. Thì cái góc của anh Cường chất tóc này cũng khá mềm, vuốt thì cũng dễ thôi. Thì cần cắt thẳng cái khung này cao lên và tỉa mái tóc bên trên này nó mỏng một xíu và nó ngắn phù hợp, nó giống như kiểu là mohican dài vậy thôi. Nhưng mà phần trên này sẽ vuốt thẳng lên, không để mái vuốt về như cái buổi mohican. Thì ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện ha.